Chào chị nha, em tên là An. Hiện tại em đang đứng tại ngã tư Tân Long của xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre nha anh chị. Phía trước của mình là, nếu mà mình anh chị đi khoảng 1 km là mình tới được ủy ban xã Hành Ngãi nha anh chị. Còn hướng này mình đi khoảng 2 km là mình tới được trung tâm thành phố Bến Tre nha anh chị. Rất là gần đúng không? Này mình đi khoảng 800 m là mình tới được cụm công nghiệp của Tân Thành Bình nha anh chị. Gần trường học cấp 3 luôn á. Hôm nay có miếng đất hơn 440 m2 mà giá bán là chỉ là 570 triệu. Để em quay cho anh chị xem nha. Giờ mình chạy từ ngã tư Tân Long mới mình vô đất mình nha anh chị. Đất của mình thì cách lộ nhựa này là khoảng 50 m à. Đường thì đường đan 2,5 m. Xe ô tô vô tới đất luôn nha anh chị. Đất thì sổ sẵn, giấy tờ hợp lệ, chính chủ. Hướng này nếu anh chị đi khoảng 800 m nữa là mình tới được trạm y tế của xã Tân Thành Bình, ủy ban nhân dân xã, chợ, trường học các cấp luôn nha anh chị. Tới đây mình quẹo trái vô ha, mình quẹo trái khoảng 50 m là mình tới được đất của mình nè. Tổng diện tích là 440 m2, nằm trên mặt tiền đường đan 2,5 m này luôn nha anh chị. Giá bán là 570 triệu. Chủ sẽ bao toàn bộ giấy tờ sang tên cho mình luôn ha. Sổ sẵn, giấy tờ hợp lệ, chính chủ. Giá này mình còn thương lượng nha anh chị. Thương lượng thì mình là thương lượng trực tiếp với chủ luôn. Xung quanh này hai bên nhà dân rất là đông luôn nha anh chị. Đây, mình tới đất của mình nè. Trên đất hiện tại đang trồng bưởi. Đất từ cái vạch này nha anh chị. Mình sâu vô là sâu tới cái vách tường màu đỏ đó. Hậu của mình thì được xây tường cao hơn 2 m luôn nha anh chị. Giờ em sẽ chèn hình sổ vô cho anh chị dễ hình dung ha. Đây là sơ đồ hình sổ nè. Mặt tiền của mình thì kéo dài luôn nha anh chị. Tổng diện tích là 440 m2. Đất hiện tại đất trồng cây lâu năm. Đất của mình thì ở ấp Tân Long 2, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre nha anh chị. Trên đất hiện tại đang trồng bưởi. Đất thì cao ráo, bằng phẳng, sạch sẽ, không có mồ mả luôn nha anh chị. Em xin nhắc lại tổng diện tích đất là 440 m2. Giá đất hiện tại là đất trồng cây lâu năm. Giá bán là 570 triệu. Giấy tờ hợp lệ, chính chủ, sổ sẵn luôn nha anh chị. Đất của mình thì nạp bằng tiền đường đan 2,5 m này. Từ đất mà ra lộ nhựa là chỉ 50 m nha anh chị. Cách cụm công nghiệp Tân Thành Bình là chỉ 800 m. Bán kính 500 m là mình gần ủy ban trường học các cấp luôn nha chị, các tiện ích luôn á. Dạ, cảm ơn chị đã xem video. Anh chị nhớ bấm nút đăng ký để nhận được những video sớm nhất từ bên em nha anh chị.
Nếu mà anh chị ở xa, anh chị kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 0378 278 007. Em tên là An ha. Em sẽ gửi thông tin sổ cũng như vị trí cho anh chị tham khảo nha. Dạ, cảm ơn anh chị.